Xin chào các bạn. Hôm nay cửa hàng đá quý phong thủy Bạch Dương xin giới thiệu với các bạn một số mẫu Phật bản mệnh cho người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị Phật hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Trong đó, mỗi con giáp sẽ thuộc quản lý và nhận được sự độ mệnh của một vị Phật khác nhau. Người tuổi Nhâm Ngọ được sự phù hộ của Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát, thần mang lại ánh sáng của trí tuệ. Đại Thế Chí là vị Bồ Tát có hạnh nguyện đại hùng, đại lực, đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong ta bà giới, điều phục và tiếp độ chúng sinh. Đại Thế Chí Bồ Tát còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát, Vô Biên Quang Bồ Tát. Trong Tây Phương Tam Thánh, Đại Thế Chí thường đứng bên phải của Phật A-di-đà, bên trái là Quan Thế Âm, nhằm nói lên Ngài là một trong các vị thượng thủ trong chúng hội Bồ Tát. Quan Thế Âm biểu thị cho tinh thần đại bi, Đại Thế Chí biểu thị cho tinh thần đại trí, qua đó nói lên ý nghĩa người tu hành cần phải có bi trí viên mãn mới có thể thành tựu được Phật đạo. Hình tượng Phật bản mệnh Đại Thế Chí thường thấy là Ngài tọa trên hoa sen, tay cầm tam muội đa tức là cành sen mới nở để giáo hóa chúng sinh. Đại Thế Chí tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ. Ngài là Phật bản mệnh phù hộ cho những người sinh năm Nhâm Ngọ, tích lũy được nhiều tiền bạc, thuận lợi, bình an. Ngài sẽ giúp bạn luôn thuận buồm xuôi gió, thành công trong sự nghiệp. Phật quang phổ chiếu, ánh sáng của nhà Phật chiếu đến khắp nơi sẽ giúp bạn được gặp hung hóa cát, luôn cát tường, may mắn như ý nguyện, đi trên những con đường sáng, phát huy được hết trí tuệ của mình để đạt đến một thế giới lý tưởng. Người sinh năm Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, dương liễu mộc nên chọn trang sức đá phong thủy có màu đen, xanh dương, xanh lục để được năng lượng tương sinh tương hợp. Hiện cửa hàng đá quý của chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều mẫu Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát cho người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 như Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát đá thạch anh xanh. Từ xa xưa, con người đã rất coi trọng đá thạch anh xanh, coi nó như một vị thần và thờ cúng để đem đến may mắn, mang lại sức khỏe cho con người. Người xưa luôn quan niệm sử dụng đá thạch anh xanh trong nhà mang theo người sẽ như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ con người khỏi những điều xấu hay của những thế lực đen tối. Khi đeo mặt Phật Đại Thế Chí Bồ Tát đá thạch anh xanh bên người sẽ giúp bạn thành công hơn trong các cuộc đàm phán, thuận lợi hơn về đường công việc, kinh doanh, giúp chủ nhân điều hòa các mối quan hệ, cân bằng cảm xúc và hóa giải các mâu thuẫn trong công việc, cuộc sống đời thường. Như đã nói ở trên, thạch anh xanh được gọi là thạch anh tài lộc, nên sở hữu được loại đá này, chúng sẽ giúp các bạn thu hút được tài lộc, may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn. Tiếp theo, Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát đá thạch anh đen. Thạch anh đen được biết đến là viên đá của sức khỏe, may mắn, thành đạt. Ngày nay, rất nhiều người ưa chuộng đá thạch anh đen vì viên đá này có khả năng kìm hãm hư khí, chấn tà, bảo vệ cho người chủ. Là sự kết hợp giữa tinh hoa của trời, đất trong các dòng khoáng thạch thiên nhiên. Thạch anh đen chứa một nguồn năng lượng tốt, do đó khi sử dụng mặt Phật bằng đá thạch anh đen bên người sẽ giúp chúng ta phòng chống và giảm thiểu được các bệnh về máu hay đột quỵ. Trong phong thủy, thạch anh đen một biến thể đặc biệt của đá thạch anh, mang cho mình sức mạnh kỳ diệu, luôn đem lại nhiều may mắn, giúp người đeo và gia đình luôn làm ăn thịnh vượng, phát đạt. Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy.
Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc phỉ thúy còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố vi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, các nguyên tố vi lượng này được hấp thụ vào cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Do được hấp thụ những nguồn năng lượng tinh túy, tinh hoa của trời, của đất, mà những nguồn năng lượng ẩn chứa trong loại ngọc này là cực lớn. Do vậy mà mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy là một trong những đồ vật vô cùng tốt từ người già đến trẻ nhỏ. Cửa hàng đá quý phong thủy Bạch Dương cam kết mang đến cho bạn mặt Phật bản mệnh đẹp từ đá tự nhiên tốt nhất, năng lượng từ trường cao nhất, sẽ đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để mua hàng, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0986 707 892 hoặc 0911 998 682. Facebook Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh bên dưới để theo dõi nhiều video hay và bổ ích của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.